Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Hôm nay nhà Phương Đông sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật phong cách tân cổ điển, mang mã số L2-2209. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ L2-2209, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 14,5m, chiều sâu là 9m, diện tích sử dụng khoảng 221m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, một phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, một sân chơi và một gara. Từ cửa chính bước vào, không gian đầu tiên các bạn bắt gặp sẽ là phòng khách 31m2. Đây là căn phòng với nội thất được bố trí rất sang trọng, tinh tế, để gia chủ đón tiếp khách khứa, bạn bè tới chơi. Vì có diện tích khá rộng, nên chúng tôi đặt ở đây một bộ bàn ghế gỗ tự nhiên 7 món rất nổi bật, mang lại vẻ đẹp đầy quyền lực và đẳng cấp. Bên trái phòng khách là khu bếp nấu và bàn ăn rộng 20,5m2, với đầy đủ tiện nghi, mang tới cho gia đình những bữa ăn nóng sốt. Cửa sổ lớn ở đây sẽ vừa cung cấp ánh sáng tự nhiên, view nhìn ra khung cảnh sân vườn, lại vừa giúp không khí lưu thông, tránh ám mùi thức ăn khi nấu nướng. Cầu thang lên xuống được đặt ở đây, rất thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Góc phía cuối nhà là vệ sinh riêng 3,3m2, đặt ở đây sẽ rất sạch sẽ và riêng tư, tránh ảnh hưởng của ế khí tới các không gian khác trong nhà. Gia chủ có thể đi ra đây từ cửa phụ ở bếp hoặc cửa phụ dưới gầm cầu thang. Hành lang này cũng là lối ra gara 20,5m2 và cửa phụ đi ra phía sau nhà. Gara tích hợp ở tầng 1, trang bị cửa cuốn hiện đại, sẽ rất thuận tiện khi đi lại và gia chủ không phải lo những ảnh hưởng của thời tiết. Mẫu nhà này có 4 phòng ngủ, với diện tích khá tương đồng, trong đó một phòng đặt ở tầng 1, rộng 13,4m2. Phòng đặt ở tầng 1 thường dành cho ông bà, những người lớn tuổi trong nhà, để không cần phải lên xuống cầu thang nhiều bất tiện. 3 phòng còn lại đặt ở tầng 2, có diện tích là 12,2, 13,4 và 12,3m2. Trong đó một phòng được thiết kế với vệ sinh riêng 4,9m2. 2 phòng còn lại sẽ sử dụng vệ sinh chung 3,4m2. Các phòng ngủ này đều được thiết kế có cửa sổ lớn để đón được ánh nắng và gió tự nhiên, cho không gian thêm thông thoáng. Nếu như phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi riêng tư, thì phòng sinh hoạt chung 13m2 sẽ là không gian để các thành viên cùng ngồi trò chuyện, thư giãn, học tập hay nghe nhạc với nhau. Cửa ra ban công sẽ mang tới nguồn không khí trong lành, tạo không gian mở rộng rãi. Sân chơi 14,5m2 bên này có thể để các thành viên ngồi uống trà, ngắm cảnh sân vườn hay là nơi trồng những bồn cây, hoa cảnh đẹp mắt. Một không gian cuối cùng không thể không nhắc tới, đó là phòng thờ 12m2, được chúng tôi bố trí tuân theo đúng những nguyên tắc trong phong thủy để mang tới cho gia đình nguồn năng lượng tích cực và những điều may mắn, tốt đẹp nhất. Mẫu nhà này tuy chỉ với những phòng công năng cơ bản nhưng vẫn được thiết kế sao cho khoa học và phù hợp nhất với thói quen sinh hoạt của chủ đầu tư. Tiếp theo đây, mời các bạn ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất 3D khác để hiểu thêm về mẫu nhà này nhé. Ngôi biệt thự có bố cục hài hòa, cân đối, mang đậm vẻ đẹp của phong cách tân cổ điển, thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ cao của gia chủ. Mặt tiền công trình có bố cục cân đối, hài hòa, với không gian sảnh chính và ban công rộng rãi, hệ cột vuông tròn đồ sộ, khỏe khoắn và cùng hệ mái Nhật vững chãi mang đến sự bề thế, sang trọng cho ngôi nhà. Cửa chính là bằng gỗ tự nhiên cao cấp, chạm khắc hoa văn đơn giản nhưng rất tinh xảo, nổi bật dưới ánh đèn chùm pha lê lung linh, rực rỡ khi đêm xuống. Hệ thống cửa phụ, cửa sổ chất liệu nhôm sinh pha và kính cao cấp, có độ bền cao, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, đồng thời mang đến không gian thoáng đãng, đón ánh sáng tự nhiên vào bên trong công trình. Các chi tiết trang trí tại mặt tiền như hoa văn, phào chỉ được thể hiện rõ nét, nổi bật trên gam màu trắng chủ đạo. Ban công với hệ lan can bằng sắt nghệ thuật màu đen sang trọng, đơn giản mà không đơn điệu, mang đến sự lôi cuốn, quý phái cho công trình. Hệ mái Nhật với độ dốc vừa phải, vừa giúp ngôi nhà cao giáo, bề thế lại vừa giúp điều hòa không khí, mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Chính vì vậy đây là hệ mái được rất nhiều gia chủ ưa chuộng hiện nay. Để cho gia chủ một không gian sống thoải mái, gần gũi với thiên nhiên, chúng tôi đã bố trí hệ thống sân vườn với các bồn cây, hoa cảnh, thảm cỏ xung quanh nhà. Một chòi nghỉ đặt phía trước sẽ là nơi các thành viên ngồi thư giãn, uống trà và ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Đây quả thật là một không gian sống lý tưởng đúng không các bạn? Nếu muốn sở hữu cho gia đình mình một ngôi nhà tuyệt vời như thế này,
bạn hãy nhấc máy và liên hệ với nhà Phương Đông để được hỗ trợ một cách tốt nhất thông qua hotline 0888 625 888 nhé. Cảm ơn và hẹn gặp ở những video sau.